chuyên gia của bạn kính chào quý vị và các bạn thường thì nhắc đến một loại thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe một loại thần dược vô cùng tuyệt vời cho con người đông trùng hạ thảo được coi là một loại thuốc đại bổ bởi nó khả năng có cái khả năng bồi dưỡng cơ thể cực kỳ tốt nhờ có hàm lượng dưỡng chất cao và có thể dùng đông trùng hạ thảo để cung cấp năng lượng cho cơ thể tăng cường sức đề kháng và chính vì thế nó sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh hơn đẩy lùi tình trạng suy nhược hạn chế khả năng mắc bệnh nhờ cơ chế tái tạo và phục hồi Thế nhưng mà trên hết để có một sức khỏe tốt thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Đây chính là điều mà chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay muốn chia sẻ bí quyết cùng sự tư vấn từ chuyên gia dinh dưỡng. Và Phương Anh xin được giới thiệu với quý vị đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Bạch Mai, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Vâng, à, xin chào biên tập viên Phương Anh, xin kính chào quý khán giả của chương trình. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Lê Bạch Mai đã nhận lời mời tham gia chương trình tư vấn hôm nay. Và thưa quý vị, quý vị hãy tương tác với chương trình bằng các gọi qua số điện thoại trực tiếp đó là 0243 934 và 02435 563563 hoặc là số hotline. 0914 001080, dành riêng cho những ai muốn tìm hiểu về dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo thiên phúc. Và thêm nữa là quý vị có thể truy cập fanpage VOV1 Cạch ngang Thời sự để xem live stream chương trình này ui sao dạo này nhìn chị phờ phạc thế chị bị viêm phế quản hò sặc sụa cả đêm không ngủ được em ạ à. chị dùng viên bổ phế Baniha ngay đi công dụng tốt không em quá tốt đi chị Lị Baniha viên bổ phế có các thành phần dược thảo quý hiếm như là rẻ quạt này khổ sâm này bách hợp này đặc biệt là có đông trùng hạ thảo giúp bổ phổi hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm họng viêm phế quản đấy chị ạ à. chất lượng có đảm bảo không nhỉ chị khỏi lo Baniha viên bổ phế được sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc Mà em còn biết, Thiên Phúc là công ty đã có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo Được Quỹ Đổi Mới Công Nghệ Quốc gia Bộ Khoa học và Công Nghệ tài trợ đấy chị à Cảm ơn em, chị mua dùng luôn đây Banika Viên Bổ Phế, một sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc Hotline 0914 1080 Website phúc vn Sản phẩm này hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc thưa quý vị thưa các bạn cùng với tư vấn những điều cần biết về chế độ dinh dưỡng phù hợp để có một sức khỏe ổn định. Chương trình cũng sẽ giải đáp về cách sử dụng đông trùng hạ thảo một cách đúng cách nhất với nhãn hàng của công ty Thiên Phúc, đơn vị tài trợ chính cho chương trình hôm nay. Ngay đầu chương trình thì đã có một tiếng giả đặt câu hỏi như thế này ạ. Tôi là bà nội trợ 45 tuổi, biết rõ dinh dưỡng quan trọng như thế nào với sức khỏe rồi, thế nhưng mà bản thân tôi thì cũng biết cách là ăn uống đầy đủ này, thực đơn thì nhiều rau xanh hơn. Nhưng mà vào cái độ tuổi này thì tôi rất hay bị mệt mỏi, ốm vặt và da rẻ thì hơi sạn nám và đặc biệt là cơ xương khớp thì nhức mỏi lắm. À, tôi có nghe rằng là dùng thực phẩm chức năng sẽ hỗ trợ tốt cho phụ nữ đủ tuổi này. Vậy thì à, bác sĩ có thể cho biết là dùng loại nào thì phù hợp với độ tuổi của tôi và dùng thuốc nào, à, thuốc siêu vi, tamin thì có đủ chất hay không ạ? Bác sĩ Bạch Mai có thể chia sẻ cho cái bà nội trợ 45 tuổi ạ. Vâng ạ xin kính chào và nội trợ 45 tuổi à, và tôi biết rằng là ở cái độ tuổi 45 nhất là đối với chị em phụ nữ thì chúng ta có rất là nhiều cái sự thay đổi đặc biệt là sự thay đổi về nội tiết và chính vì vậy mà quý khán giả cảm thấy mình này, mệt mỏi này đau khơ xương khớp này he ốm vặt này hoặc là da rẻ thì nám sạm thì chúng tôi cũng rất là mong là quý vị cố gắng là duy trì làm sao trước hết là đối với chế độ dinh dưỡng thì mình đảm bảo đủ về lượng cân đối về chất này sau đó thì mình duy trì một cái uh, luyện tập thường xuyên như ở tuổi của bà nội trợ 45 tuổi này thì chúng ta nên dành là ít nhất là từ 30 phút mà tốt hơn thì được 45 phút một ngày và ít nhất là được 5 ngày một tuần để chúng ta có một cái tập luyện cho cơ thể giữ được cái sự dẻo dai và sự gọi là bền vững theo năm tháng với cái những cái sức khỏe của mình. À, vấn đề thứ ba nữa là quý vị cũng có quan tâm đến là với một cái chế độ ăn bình thường rất có thể là không đủ đối với nhu cầu đặc biệt ở độ tuổi này thì chúng ta tìm đến những cái thực phẩm À, bổ sung hay là thực phẩm tăng cường sức khỏe chúng ta cũng đã nghe nhiều rồi à, tuy nhiên thì chúng ta nói rằng là loại siêu vitamin thì tôi nghĩ rằng là vitamin mới chỉ là một trong những nhóm chất dinh dưỡng mà thôi chúng ta còn cần rất là nhiều thứ khác nữa không những chỉ có vitamin mà còn cần chất đạm còn cần à, các cái chất khoáng nữa à, cho nên chính vì vậy mà không có một loại thực phẩm nào gọi là tốt nhất để có thể bồi phụ đủ cho chúng ta các cái chất dinh dưỡng cần hàng ngày mà chúng ta cần phải là một có một bữa ăn tốt rồi thì cái bổ sung ấy thì cũng phải được tổng hòa của nhiều các cái thành phần khác nhau. À, tôi ví dụ như quý vị có thể lựa chọn ở tuổi này đối với phụ nữ nhất là có cái diện sạm nám da thì chúng ta có thể sử dụng đông trùng hạ thảo rất là tốt luôn ạ. Bởi vì trong đông trùng hạ thảo có tới 17 axit amin, có rất nhiều các chất khoáng, còn lại có cả những cái à, chất chống oxy hóa để cho bớt đi chúng ta bớt đi các cái gốc tự do, bớt đi cái quá trình lão hóa đang xảy ra đối với phụ nữ tuổi 45 và khắc phục thêm cái tình trạng về xích lý tức là cái độ tiết tố của chúng ta đang suy giảm thì quý vị là rồi trong nông trùng hạ thảo lại có cả cái chất mà giảm đau nhất là đối với giảm đau của hệ cơ xương khớp mà lại không giống như là chúng ta vẫn dùng à, corticoid thường khi cho nên là chúng ta sẽ cảm thấy rất là dễ chịu cho nên là bà có thể à, bác có thể lựa chọn cái cái sản phẩm này để chúng ta có thể sử dụng à, như là một sự bổ sung cho một cái chế độ ăn dinh dưỡng hàng ngày mà chưa được đầy đủ ạ mà như vậy là những chị em phụ nữ nào trong cái độ tuổi 45 thì nên lưu ý những cái gợi ý của bác sĩ Lê Bạch Mai vừa rồi. Ngoài chế độ dinh dưỡng thì các chị cho rằng là đầy đủ thế nhưng mà đầy đủ như thế nào mới là đúng đấy ạ? Chúng ta cũng phải kiểm tra xem. Ngoài ra thì là ngoài cái chế độ ăn rồi là chế độ tập luyện nữa như bác sĩ có nói rằng là cũng ít nhất ở cái độ tuổi chúng ta đang chuyển giai đoạn chúng ta đang bước vào tuổi trung niên rồi thì cái vấn đề tập luyện rất là 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 quan trọng với cơ thể con người. Không nghĩ rằng là chúng ta cứ ăn đủ chất mà chúng ta lại lười vận động thì cũng không hoàn toàn tốt đâu. Và cái siêu vi minh như bác sĩ bạch mai có nói rằng là cũng chỉ là một loại thôi. À, còn ngoài ra thì cái tình trạng sạm nám da của chị em phụ nữ chúng ta ấy, thì cái thảo dược nó bồi bổ nhất như bác sĩ bạch mai có gợi ý đó là đông trùng hạ thảo một cái sản phẩm mà vừa tốt cho cơ thể lại giúp chúng ta có thể bồi bổ nhan sắc đặc biệt là chị em phụ nữ và quý vị tính giả nào có quan tâm đến các loại sản phẩm các dạng sản phẩm đông trùng hạ thảo mà đặc biệt là chương trình hôm nay có tư vấn về cái sản phẩm đông trùng hạ thảo của nhãn hàng thiên phúc thì à, xin mời quý vị cứ gọi đến số hotline là 0914001080 tôi nghĩ rằng nhân viên ở đây sẽ tư vấn kỹ cho bạn về cách dùng sản phẩm một cách khoa học nhất và phương anh cũng được biết rằng là để có một cái sức khỏe tốt ấy, thì đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có một cái quá trình chăm sóc và cả cái cách bảo vệ một cách khoa học chứ không phải là ngay lập tức là chúng ta muốn có sức khỏe là chúng ta có ngay được đâu. Thế nhưng mà xin bác sĩ bạch mai có thể chia sẻ thế nào là một cái cơ thể khỏe mạnh ạ đối với phụ nữ và cả nam giới nữa ạ. Vâng thực ra thì cái câu hỏi của phương anh thì rất là nhiều người trong chúng ta còn quan niệm à, sai lầm chưa đúng về sức khỏe đôi khi chúng ta chỉ bảo là khỏe khi mà chúng ta không ốm nhưng sự thật nó không phải như vậy và theo định nghĩa của tổ chức y tế thế giới thì à, sức khỏe không phải là một cái tình trạng bình thường à, của các hoạt động bình thường của các cơ quan mà còn là sự thoải mái cả về thể chất cả về tinh thần nữa tức là về mặt à, vấn, vấn đề là các mối quan hệ trong xã hội trong gia đình để làm sao tạo cho chúng ta được cảm thấy à, thoải mái nhất thì như vậy thì chúng ta mới cảm thấy thực sự là mình rất khỏe chứ còn à, cơ thể chúng ta có khỏe về mặt thể lực đi chăng nữa nhưng mà à, về mặt tâm bệnh chúng ta không cảm thấy không thoải mái chúng ta có những cái điều mà căng thẳng rồi những cái à, sang chấn tinh thần thì thực sự đấy không phải là khỏe thực sự mà ngay cả những cái khỏe về thể chất trước những tấn công của những sang chấn tinh thần ấy của những vấn đề căng thẳng về thần kinh ấy cũng sẽ đến lúc tổn thương cho nên chính vì vậy chúng ta cần phải có bên cạnh một cái thể lực cường tráng một cái sức khỏe của các cơ quan thì chúng ta phải có một cái sự thoải mái về mặt là quan hệ xã hội quan hệ trong gia đình để về mặt tinh thần là luôn luôn chúng ta cảm thấy thoải mái, có như vậy mới gọi là chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện được không? Như vậy là hôm nay cung phương anh cũng hiểu rõ hơn rằng là không nghĩ rằng là chúng ta cứ cảm thấy là chúng ta không bệnh gì cả, chúng ta cứ thấy cuộc sống bình thường là chúng ta nghĩ chúng ta khỏe mạnh. Thế nhưng mà qua những cái chia sẻ của bác sĩ bạch mai thì cũng hiểu hơn thế nào là một cái sức khỏe toàn diện để chúng ta có thể có cái sự cân bằng cuộc sống, cân bằng công việc và cả những cái 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 cái, cái, cái thư giãn hàng ngày nữa làm sao để chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh nhất và thưa bác sĩ bạch mai xin mời bác sĩ có thể đeo tai nghe để nghe một vị thính giả à, vừa gọi điện thoại tới chương trình nhà bác sĩ tư vấn đây ạ. Vâng, à, Phương Anh xin được nghe thính giả alo. Vâng, tôi xin được coi như, hỏi bác sĩ với này thì đại tôi dạ, năm nay 76 tuổi vâng ở Hải Dương. Vâng. Tôi coi như, bệnh bệnh thận mãn. Vâng. Bây giờ coi như tôi đã uống viên Malika coi như đại tư vấn là được từ năm ngoái năm nay rồi uống thì thấy tốt nhưng mà liệu cứ uống liên tục có được không và vâng. bây giờ còn có cách thức nào coi như là uống tốt được nữa thì để bác sĩ tư vấn và vâng. như vậy là bác đã chọn sản phẩm Banica để uống rồi Banica là cái viên đông trùng hạ thảo của Thiên Phúc đúng không bác vâng và như vậy bác uống bác cũng có dấu hiệu thuyên giảm của chứng thận mãn đúng không bác Vâng. Vâng, hiện nay thì uh, bác sĩ Bạch Mai sẽ tư vấn cho bác rằng là có nên tiếp tục sử dụng hay không và có sản phẩm nào khác hay không bổ vâng. sung thêm cùng với cái uh, viên thuốc mà bác đang uống nhá. Wow. Dạ, vâng. À, xin kính chào bác ạ. Bác năm nay 75 tuổi mà Đúng. bác có 76, cái 76 tuổi, 76 tuổi ạ. Vâng, vâng. bị uh, viêm cầu thận mãn. Thì vấn đề viêm cầu thận mãn bệnh đã gọi là bệnh bệnh mãn tính có nghĩa là cái bệnh đó chúng ta phải chung sống uh, suốt đời để làm sao chúng ta không giữ cho bệnh không xảy ra biến chứng này không nặng hơn chứ chúng ta rất khó không bao giờ có thể chữa được khỏi bệnh. Cho nên vào việc mà bác phải chung sống Nên cái viên viêm cầu thận mãn này uh, cho đến uh, suốt cuộc đời mình đấy là cái chuyện rất là rõ ràng rồi thì vậy thì để làm sao bác có thể giữ được cái chức năng thận của mình hiện tại bây giờ nó đang ở đâu thì nó không tiến triển nặng thêm đúng không ạ thì điều ấy ngoài cái việc mà bác đã dùng đông trùng hạ thảo thì là dùng được một năm nay rồi thì bác thấy là sức khỏe có tốt lên thì vấn đề giữa bệnh mãn tính với lại cơ thể chúng ta thì nó có hai vế ạ một bên là vấn đề là bệnh tật thì ngày càng có xu hướng là tăng tăng lên nặng lên. Không những chỉ bệnh này nặng lên mà còn có thể có nguy cơ xuất hiện thêm bệnh khác. Một mặt là sự chống trả lại của cơ thể chúng ta. Chúng ta làm thế nào cho cơ thể chúng ta à, mạnh lên, khỏe lên thì cái sự cân bằng giữa bệnh với lại sức khỏe của chúng ta nó sẽ tạo ra được một sự khác biệt lớn hơn. Và trong hơn một năm qua bác đã và đang làm được điều đó. Thì bác thấy mình khỏe lên và chính vì vậy làm cho bác cảm thấy rằng là mình khỏe hơn và cái để mà tiếp theo có nên dùng nữa hay không thì việc dùng đông trùng hạ thảo thì mình có thể dùng kéo dài và mình cứ dùng với một cái liều để duy trì hàng ngày chứ không phải là sử dụng như là những cái thuốc tây để mình làm như là cách điều trị cho nên bác tiếp tục sử dụng được đông trùng hạ thảo như bác đang dùng và thậm chí bác có thể xem xét cái liều để mình có thể dùng tốt hơn à, ví dụ như là mình có thể à, tăng cái cách sử dụng không phải chỉ viên uống mà mình có thể là à, hầm nấu cháo này thế rồi mình có thể hầm bắt canh này bác có thể pha trà đông trùng hạ thảo thì nó sẽ nhiều cách khác nhau sẽ hỗ trợ cho mình cái đông trùng hạ thảo đi vào cơ thể của chúng ta một cách nhẹ nhàng đơn giản để nó đáp ứng những cái nhu cầu sinh lý mỗi ngày à, và đặc biệt là đối với cái việc mà à, sử dụng chế độ ăn thì trong chế độ ăn bác cần lưu ý nhất đối với bệnh viêm cầu thận mãn đó chính là hàm lượng chất đạm ở trong chế độ ăn thì mỗi một tùy theo cái mức độ của cái vấn đề mà liên quan đến suy thận để mà chúng ta tính đến cái lượng đạm tức là những cái thực phẩm giàu chất đạm như là thịt cá, trứng, sữa rồi đậu đỗ là những thực phẩm khá là nhiều đạm thì vấn đề này bác rất là cần quan tâm để làm sao mình tính được cái lượng đạm tùy thuộc vào cái chức năng thận của mình. Cho nên cái việc mà bác đi khám sức khỏe định kỳ để biết được cái chức năng thận của mình là ở cái mức lọc cầu thận nó ở mức nào thì chúng ta sẽ được xây dựng cái chế độ ăn từ các bác sĩ khuyên mình về cái thực hiện chất đạm đến đó và trong các cái chế độ ăn của viêm cầu thận mạn thì quan trọng nhất đó là vấn đề protein cho nên tức là chất đạm cho nên bác rất quan tâm đến những cái thực phẩm này theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Và bên cạnh đó bác sử dụng ví dụ như đông trùng hạ thảo thì có chất đạm không? Có ạ. Thì nó có ở dưới dạng là một cái cầu nối giàu năng lượng rất sẵn sàng cho bác đưa vào chuyển hóa để có thể sử dụng năng lượng cho cơ thể mình đáp ứng nhu cầu về năng lượng. Cái thứ hai nữa là ở trong đông trùng hạ thảo có những cái axit amin tức là cái đơn vị cuối cùng để cấu trúc thành chất đạm rồi thì thận của bác không phải bộ máy tiêu hóa không phải lo tiêu hóa thận của bác cũng bớt đi cái mệt mỏi do cái quá trình lọc bớt các cái chất đạm mà cơ thể không sử dụng cho nên mình sẽ bảo vệ được cái chức năng của thận trong bệnh viêm cầu thận mãn được tốt hơn ạ. Rất mong bác à, à, tiếp tục sử dụng sản phẩm và với một cái chế độ ăn phù hợp, khám sức khỏe định kỳ sẽ đem lại cho bác tuổi thọ và chất lượng của những năm tháng sống được rất tốt ạ vâng ừ, thay mặt khán giả thì cũng thính giả cũng cảm ơn bác sĩ Bạch Mai đã tư vấn rất là kỹ cho vị thính giả cao tuổi 76 tuổi và đã đang mắc bệnh viêm cầu thận và thưa quý vị thính giả không chỉ những cái người già đâu ạ, những cái người trẻ, những cái bậc cao niên cũng vậy. À, tại sao nói rằng là các ông các anh hay mắc cái chứng bệnh viêm thận ấy, thì chúng ta cũng nghĩ ngay rằng là ngoài cái, cái chế độ ăn uống rất là quan trọng chế độ sinh dưỡng ấy, chúng ta hãy nghĩ rằng là đừng chúng ta đừng có tiếp nạp quá nhiều protein chất đạm vào cơ thể à, cái chất đó khi mà hấp thụ vào cơ thể thì tùy À, tùy cơ thể của mỗi người có thể hấp thụ và đào thải như thế nào à, nó có ảnh hưởng gì đến cái trận chất mà nó liên quan đến thận hay không bởi vì khi nhắc đến cái vấn đề này phương anh có nghĩ rằng là ở cái dòng mà đông trùng hạ thảo Banika của thiên phúc có một dạng viên đó là viên bổ thận Banika cái viên này rất là dùng à, theo như là khuyến cáo dùng rất là tốt cho những cái người mà mắc bệnh thận à, già cũng được mà thanh niên cũng được hoặc là chị em phụ nữ chúng ta dùng cũng được đấy ạ cái viên bổ thận này của tiết chất đa phần là từ thành phần đông trùng hạ thảo ngoài ra thì thêm rất nhiều những cái dược liệu quý khác. À, phương anh có nhắc như vậy tại vì là theo cái à, 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 tương tác của thính giả có hỏi rất là kỹ về cái trường hợp rằng là đông trùng hạ thảo thì có giúp là bồi bổ cơ thể hoặc là điều trị phòng chữa bệnh cho bệnh thận hay không thì à, vào ngày thứ bảy tuần sau ạ, à, lúc 15 giờ thì à, chương trình có một mời một bác sĩ đến đây để tư vấn kỹ cho quý vị về cái chứng à, liên quan đến thận, sinh lý, đặc biệt là có dùng được đông trùng hạ thảo để chữa những cái bệnh này hay không ạ. À. Thưa bác sĩ Bạch Mai, ngay lúc này chúng ta lại có một cuộc điện thoại nữa rồi ạ. Alo ạ. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào thì bạn xin... ạ. Vâng, bác sĩ ơi, cháu cho cháu hỏi một chút là, là mẹ cháu ấy, có dùng cái sản phẩm đông trùng hạ thảo của Thiên Phúc rồi thì nó rất là ổn định rất áp cho mẹ cháu rồi. Nhưng mà bây giờ mẹ cháu đang không biết là ví dụ như mẹ trong cái giai đoạn tự tuổi của mẹ cháu là hơn 50 rồi thì cái trong giai đoạn này nhìn cái nội tiết tố cũng thay đổi ra biểu của mẹ cháu hơi xấu ấy. Thì không biết là nên sử dụng cái sản phẩm nào của bên Thiên Phúc và sẽ hiệu quả cho cái nội uh, tiết tố của mẹ cháu, với cả nữa là mẹ cháu đang dùng cái dạng khô, ấy. mà bây giờ dạng gì? À? Dạng gì? Bạn có thể nói dạng rõ hơn, hơn ạ? Dạng, à? dạng khô à? Khô, à, vâng. vâng. Thì là mẹ cháu muốn dùng cái loại thì viên này, thì không biết là nó có tiện hơn, thì có nhưng mà không biết là cái hiệu quả nó có tốt được như cái dạng khô hay không ạ? Vâng. À, và nếu mà uh, sử dụng tốt hơn thì bác sĩ vấn đáp là nên dùng loại nào? Vâng. Dạ Vâng. À, xin cảm ơn câu hỏi của quý thính giả. À, nói về việc sử dụng đông trùng hạ thảo thì thực sự là đã tốt đối với những người đang có tăng huyết áp và đối với mẹ của quý thính giả đã sử dụng đông trùng hạ thảo trong thời gian vừa rồi thì thấy rất là tốt đối với cái bệnh tăng huyết áp của mình. Và ở độ tuổi 50 thì mẹ của quý thính giả lại thấy rằng là mình bắt đầu có cái da sạm nám và trước đây thì mình đang dùng đông trùng hạ thảo dạng khô thì bây giờ mình có thể dùng dạng khác được không? Thì thực sự là nếu mà mình sử dụng đông trùng hạ thảo dạng khô thì mình cũng mất công mất thời gian hơn để mình uh, chế biến cái sản phẩm trở thành những cái uh, uh, ví dụ như là hầm canh hay là uh, hầm súp để hoặc là nấu cháo để chúng ta có thể sử dụng được. Thì uh, hiện nay chúng ta sử dụng dạng uh, không sử dụng dạng khô thì chúng ta có thể để tiết kiệm thời gian hơn. Thì uh, với những cái sản phẩm hiện nay trên thị trường thì chúng ta có thể sử dụng uh, dạng trà. thì lúc nào dùng cũng được ạ. phạm một ấm trà đi đâu, xách một cái um, cái bình uh, ủ ấm đi đấy thì chúng ta có thể sử dụng suốt ngày được cái trà đông trùng hạ thảo rồi chúng ta có thể sử dụng dạng viên rất là tiện lợi và bạn có hỏi rằng là giữa dạng khô với dạng trà với dạng viên thì có gì khác nhau không thì bản chất của các cái sản phẩm này thì đều được tạo nên từ đông trùng hạ thảo về nguyên tắc là giống nhau chỉ có cái hàm lượng có thể nó khác nhau thì tùy theo cái dạng dùng ví dụ như là mình dùng nước mà dùng đặc quá chẳng hạn thì cái cảm quan mình sẽ rất cảm thấy rất là khó uống thì làm thế nào để người sử dụng cái cảm quan cảm thấy dễ chịu nhất và đưa được các cái chất từ đông trùng hạ thảo vào cơ thể hợp lý nhất cho nên bạn không phải lo là mình dùng dạng như là dạng trà này hay là dạng viên này thì nó không bằng với lại cái dạng khô như mình đang dùng hoàn toàn là không phải như thế và vấn đề quan trọng là liều lượng của mình dùng mỗi một lần thôi ạ và đặc biệt là đối với chị em phụ nữ sau tuổi 45 hay 50 gì đó thì tức là bắt đầu bước vào cái giai đoạn có người thì đã mãn kinh nhưng mà thường là ở trong cái giai đoạn tiền mãn kinh thì khi chúng ta sử dụng đông trùng hạ thảo thì sẽ hỗ trợ về mặt nội tiết rất là tốt đặc biệt đối với chị em phụ nữ sẽ làm cho cái da đỡ sạm nám uh, bớt khô hạn hơn đấy ạ thì uh, nó làm cho cái sinh lý của người phụ nữ nó nó thay đổi nhưng thay đổi một cách nhẹ nhàng nó thay đổi một cách từ từ để chúng ta có thể thích nghi với một cái mức cân

vâng như vậy bạn gái có thể cân nhắc để uh, mua cái sản phẩm đông trùng hạ thảo về sử dụng cho mẹ của mình để làm sao mà mẹ có những cái chứng bệnh được cải thiện hơn cái dạng như thế nào thì uh, bác sĩ bạch mai vừa chia sẻ rồi quan trọng, quan trọng là bạn uh, lựa chọn cái hình thức sử dụng như thế nào để làm sao mà phù hợp với cách sử dụng của mẹ bạn này của cái thời gian của bạn bạn mua về sử dụng nếu bạn có thời gian thì bạn mua cái loại tươi loại khô như bạn đang dùng đó thì chúng ta phải ngâm tẩm hoặc là hầm nấu thế nhưng mà uh, bây giờ thì chúng ta cứ nên dùng dạng viên đi, dạng viên cái uh, cuộc sống hiện đại rồi chúng ta đỡ phải lách cách lách cách nhiều chúng ta cứ dùng dạng viên như à, thì nó dễ dàng hơn và chỉ cần uống với nước thôi và nếu bạn nào mà muốn tin tưởng thêm về cái sản phẩm mà bạn gái vừa rồi có chia sẻ à, có những ý chia sẻ những cái thử nghiệm của gia đình mình thì phương anh nghĩ rằng là cái số điện thoại của cái hãng mà các bạn tin tưởng hôm nay tài trợ đó là 0914001080 Đồng trùng hạt thảo của thiên phúc à, chúng tôi lại tiếp tục và lại có một cuộc điện thoại nữa rồi ạ alo dạ alo ạ à. dạ xin chào ừ. chương trình xin chào bác sĩ ạ à. à, chào... dạ 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 cho con hỏi là bữa trước con có đi ngang qua chợ thủ đức á ừ. thì con thấy có cửa hàng đông trùng hạ thảo thiên phúc thì con có ghé đó con mua tại vì là mẹ con thì đang bị tiểu đường cho nên là sau một thời gian sử dụng thì con thấy là cái vấn đề tiểu đường của mẹ con cải thiện rất là tốt ừ. cái đường huyết thì nó được ổn định hơn và con cũng muốn là cho ba con dùng nhưng mà cái vấn đề sức khỏe của ba con đang gặp phải là vấn đề về thận thì, thì con không biết là bây giờ là con có thể sử dụng cái viên nang cái viên nang hồi bữa con dùng cho mẹ đó là viên nang Banica thì con không biết là con có thể sử dụng cái viêm nang Banica đó cho ba con dùng luôn về vấn đề thì, thì thận của ba con ba con thì hay tiểu đêm hay tiểu đêm với lại hay đau lưng yeah. hay là con có hay là con nên dùng cái loại chuyên về cái 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 viên ngồi về thận Dạ. Cái này là bác sĩ có tư vấn hiểm cho con được không ạ? Vâng, à, xin cảm ơn câu hỏi của quý thính giả Thì à, bạn đã dùng cái viên à, Banica à, Cho mẹ bạn bị đáy tháo đường Thì thấy kết quả rất yeah. tốt rồi Thế bây giờ yeah. đối với ba mà bị bệnh thận Thì à, bạn xem là có dùng Cái viên của mẹ cho ba được không? Thì à, tốt nhất yeah. là bạn hiện nay à, Cái viên của Đông Trùng Hạ Thảo Thì trên thị trường thì có viên à, Banica cho bổ thận Thì yeah. tốt nhất là mình đã sử dụng luôn cái sản phẩm Cho chuyên biệt, cho cơ quan nào, cho cơ quan Ấy, thì nó sẽ tốt yeah. hơn. Thà không có thì mình có thể lựa chọn các sản phẩm khác. Thế còn bây giờ đã có cái viên Baniha bổ thận rồi, thì mình nên sử dụng cái viên Baniha bổ thận và đối với viên đã dạng viên thì cũng sử dụng cũng rất là tiện lợi. thì tôi nghĩ rằng là bạn có thể mua viên bổ thận Baniha để sử dụng cho ba của mình và bên cạnh yeah. đó thì ba là vì đàn ông thì cũng thích uống trà, mình có thể dùng trà. lúc nào rảnh rỗi mình có thể à, hầm bát cháo, nấu bát canh cho ba bằng cái sản phẩm đông trùng hạ thảo thì cũng là, là những cái cách dùng rất là khác nhau mà cũng đem lại một cái sự uh, phấn khởi cho cho ba của bạn tức là được cảm nhận đông trùng hạ thảo từ những cách chế biến khác nhau mà nhất là từ của con của mình chế biến cho mình nữa thì điều ấy càng làm cho một cái sự sảng khoái về tinh thần cũng đem lại cho ba một sức khỏe tốt hơn đấy. thì dạ. cái cho con hỏi là ví dụ như nếu mà con sử dụng cái viên bổ thận thì cũng là mình dùng y chang như cái viên banicao luôn đúng không bác sĩ? Dạ, mỗi một cái loại sản phẩm thì công ty đã có những cái hướng dẫn sử dụng cụ thể, cho nên tùy theo cái bệnh của mình và theo cái bạn sẽ được là những cái nhân viên của công ty sẽ là tư vấn rất là cụ thể trên bệnh tình của ba mình và để lựa chọn được một cái liều phù hợp nhất cho ba. Bạn yên tâm. Đó, vâng dạ con, nhà con, cảm ơn bác sĩ. Con vâng ạ. Cảm, vâng, cảm ơn bạn gái ở khu vực thành phố hồ chí minh ở khu vực thủ đức ạ. đối với những cái sản phẩm đông trùng hạ thảo đặc biệt là cái viên bani hoặc là cái viên bổ thận ạ, phương anh có đọc qua những cái hướng dẫn sử dụng thì cũng không phân biệt rằng là trai hay gái nam hay nữ đâu ạ. cái sản phẩm này là dùng chung cho những người mà đang muốn bồi bổ, đang muốn mà khả năng điều trị bệnh thì chúng ta có thể dùng được hết. thế nhưng mà như bác sĩ bạch mai có nói rằng là những cái hãng dược đã là chia sẻ những cái chức năng những cái nhiệm vụ riêng của mỗi loại thuốc, ví dụ banika chúng ta có thể bồi bổ cơ thể rất là tốt, rồi viên bổ thận thì chúng ta dùng cho đặc biệt là chức năng thận, ngoài ra thì ngoài đông trùng hạ thảo thì còn chiết xuất rất là nhiều những cái thành phần dược liệu khác uh, chiết xuất cùng với đông trùng hạ thảo để bồi bổ chức năng thận và thận cho mình thì chúng ta nên lựa chọn như vậy thì sẽ tốt hơn là dùng uh, những cái sản phẩm khác uh, thưa bác sĩ Bạch Mai và thưa quý vị thính giả, từ đầu chương trình bây giờ thì chúng ta đã nghe có ba vị thính giả có nhắc nhiều đến cái sản phẩm đông trùng hạ thảo sử dụng rất là hiệu quả rồi và chúng tôi cũng đã ghi lại những ý kiến chia sẻ của vị thính giả nghe các chương trình trước của chúng tôi về đánh giá về cái sản phẩm đông trùng hạ thảo để xem rằng là họ đã tin tưởng mua sử dụng thì kết quả nhận được như thế nào. Chúng tôi đã dùng trong nửa năm nay thì sức khỏe tôi vẫn đảm bảo trước đây thì đi lại nó khó khăn nhưng bây giờ có thể là tôi vẫn tham gia công tác xã hội đi họp đi học suốt ngày cho nên là buổi sáng hay buổi chiều thì thấy là bình thường không có gì cả các bệnh tật thì hầu như nó không thấy phát triển tôi đã dùng đông trùng hạ thảo thì phải nói là miễn góp ý rồi tuyệt vời tôi năm nay 72 tuổi rồi thì sức khỏe nó phải nó giảm nhiều rồi thế thì hiện nay thì tôi đang dùng đông trùng hạ thảo của Thiên Phúc viên Balica qua rất nhiều chương trình tư vấn thì tôi thấy là uh, đông trùng hạ thảo cũng có tác dụng hỗ trợ rất là tốt trong những vị như bệnh đái tháo đường này, bệnh cao huyết áp này. Tôi có người nhà thì ngoài bị hai cái bị bệnh trên ấy thì còn bị bệnh gút. Thế vì vậy thì liệu dùng đông trùng hạ thảo có ba bệnh này có được không? Nếu dùng được thì nên dùng dạng nào có tác dụng khả quan hơn? Vâng ạ, vừa rồi là ba ý kiến của thính giả nhận xét về cái sản phẩm đông trùng hạ thảo khi mà nghe các chương trình tư vấn của chúng tôi vào mỗi chiều thứ bảy hàng tuần. À, có vị thính giả thì dùng khá là đều đặn đã nhận được những kết quả như mong muốn. Có vị thính giả thì đang rất tin tưởng dùng Banika thế nhưng mà có một vị thính giả cuối có nhắc rằng là người nhà của thính giả có bị ba bệnh là tiểu đường này, huyết áp cao và gút nữa thì không hiểu là có dùng được đông trùng hạ thảo không thưa bác sĩ Bạch Mai. À, dạ vâng ạ. À, cái câu hỏi của quý vị thánh giả sau cùng đấy yeah. thì có nói rằng là người nhà mình là à, ba có tới ba bệnh và thậm chí chúng ta có những người còn bị nhiều bệnh hơn nữa và khi chúng ta sử dụng đông trùng hạ thảo thì nó nâng cái sức đề kháng của cơ thể nói chung tức là nó làm cho cơ thể chúng ta À, mạnh lên tức là cái phía sức khỏe của chúng ta sẽ tốt hơn lên thì chúng ta sẽ không chỉ chiến thắng ba cái bệnh này mà có thể còn rất là nhiều các bệnh khác nữa và hơn nữa đối với đông trùng hạ thảo thì những vấn đề về à, tốt đối với tăng huyết áp đối với đái tháo đường thì đều đã được minh chứng rồi có bằng chứng khoa học rồi những cơ chế rất là rõ ràng rồi và cũng rất nhiều à, quý thính giả của chúng ta cũng đã sử dụng sản phẩm này đối với tăng huyết áp dùng cả một năm trời chúng ta đều thấy kết quả rất tốt rồi có người đái tháo đường đã sử dụng rồi thì chúng ta hoàn toàn yên tâm để chúng ta có

còn riêng đối với vấn đề gút thì chúng ta nói đến là bởi vì gút tức là tình trạng mà lắng động các cái axit uric ừ. sau đó thì kết tinh lại tạo thành cái muối urat nó như là cái, cái 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 thủy tinh lấp lánh ở ừ. trong cái 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 đống cát ấy ạ ừ. thì nó nằm ở giữa các khớp khi chúng ta di chuyển thì nó uh, chuyển động chúng ta cử động uh, đi lại thì sẽ làm cho khớp rất là đau thì vì chính vì thế mà đối với đông trùng hạ thảo khi chúng ta sử dụng nhất là sử dụng với đường mà chúng ta uống nước ấy, thì sẽ giúp cho việc thải trừ axit uric được tốt hơn và chính vì vậy ngay cả đối với gút chúng ta cũng có thể sử dụng được đông trùng hạ thảo như vậy đối với một quý vị khán giả quý vị thính giả mà bị tới ba vấn đề cả về huyết áp cả về đáy đường và cả về gút thì chúng ta đều có thể sử dụng được đông trùng hạ thảo vâng như vậy là vị thính giả cứ là yên tâm bác sĩ bạch mai đã nói rồi chúng ta sử dụng đông trùng hạ thảo thứ nhất là chất lượng thứ hai là an toàn và bổ dưỡng nữa và đặc biệt là cái sản phẩm đông trùng hạ thảo của thiên phúc mà tài trợ cho chương trình tư vấn sức khỏe của chúng ta thì được tạo ra bởi một công trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước cho nên cái thương hiệu này ạ luôn luôn cam kết với quý vị là khẳng định chất lượng bởi vì là đơn vị đông trùng hạ thảo thiên phúc này được những cái chứng nhận ở đây anh có thể kể tới để quý vị có thể tin tưởng hơn đó là GMP, FDA và GACP của tổ chức y tế thế giới và tôi nghĩ rằng là cái số hotline 0914001080 chính là một gợi ý cho quý vị để được như nhân viên của công ty tư vấn rất là kỹ khi mà quý vị quyết định lựa chọn mua sản phẩm đông trùng hạ thảo ạ và chúng tôi lại tiếp tục nhận được một ý kiến nữa từ thính giả muốn trao đổi với bác sĩ lê bạch mai rồi alo ạ À, vâng, bạn gái này xin có xin câu xin hỏi gì đây ạ? Dạ em muốn gặp bác sĩ hỏi một chút ạ. Vâng, xin là mời em bạn. Em có sử dụng cái dòng viên nang Banica của Trung Quốc rồi, vâng. nhưng mà bố em thì bị suy thận một tuần thì phải đi chạy hai lần. Vâng. Thì cho em hỏi là có cho bố sử dụng được cái viên đấy không ạ? Vâng. Và em thường hay mua cả cái hàng khô nữa thì mình sử dụng hàng khô hay hàng viên thì sẽ tốt cho những người mà đang chạy thận ạ. Vâng, như vậy là vâng. Bà sĩ Bạch Mai tư vấn xem là bạn nên mà, dùng thế nào. Xin cảm ơn câu hỏi của quý thính giả. Thì hiện tại bây giờ quý thính giả đang dùng cho bố mình mà với một người mà đã phải lọc máu một tuần hai lần thì thực sự là mình cũng là là những vấn đề về chức năng lọc của cầu thận cũng rất là đáng quan tâm rồi. Thế như vậy thì bạn có thể dùng cho bố cái viên bổ thận Banika thì nó sát hơn với lại cái viên Banika chung. Tại vì rõ ràng mình đã khu trú cái vấn đề sức khỏe của bố bạn là ở vấn đề về thận rồi thì bạn nên sử dụng chuyển cái viên Banika hiện nay sang cái viên bổ thận banika. À, thứ hai nữa là bạn có thể sử dụng những cái sản phẩm nhất là đối với người mà bị bệnh thận ấy, thì cái vấn đề lọc của cầu thận là rất là quan trọng. Cho nên là bạn có thể sử dụng cái dạng mà trà đông trùng hạ thảo để mà giúp cho à, cung cấp thêm cái nước để mà giúp cho cái 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 cái, cái lọc của thận ấy, để mà có thể đào thải được những cái chất cặn bã được một cách à, tốt nhất và hy vọng rằng là với một việc mà vừa tăng cường sức khỏe mà vừa kết hợp với lọc thận thì cái chức năng của thận của chức năng thận của à, bố của quý thính giả có thể giữ được một cách lâu dài nhất ạ cảm ơn bác sĩ bà Phương Anh cũng nhắc rằng là nếu mà bạn đã lựa chọn dùng sản phẩm đông trùng hạ thảo với nhãn hàng Thiên Phúc thì quý vị thính giả nào cũng có thể truy cập vào trong web đó là dược thảo thiên phúc vn để tham khảo hình ảnh mẫu mã và đặc biệt là Thiên Phúc có những cái chương trình khuyến mại ưu đãi đặc biệt cho quý vị thính giả nào muốn có nhu cầu mua sản phẩm với những anh có nghĩ có có nhớ rằng là quý vị mua một hộp Uh, sản phẩm dạng viên thì như là được tặng một hộp trà đấy, hộp trà nhúng này rất là tiện lợi chúng ta có thể sử dụng thay nước lọc khoảng ngày. Ngoài ra là mua 3 hộp Banika thì quý vị đương nhiên được tặng một hộp cùng loại luôn. Đấy một vài những cái gợi ý để quý vị có thể lựa chọn khi mà quyết định mua sản phẩm. Uh, thưa bác sĩ Bạch Mai, qua cái uh, tổ thư ký có cho biết rằng là có một vị thính giả đang nghe chương trình của chúng ta đang ngồi trên xe hơi đấy ạ. Có hỏi rằng là thính giả đã qua cái thời kỳ cách ly khi mà quý vị uh, ở trong cái vùng mà cách ly bệnh ấy Bây giờ thì COVID đã nhỉ? và đúng rồi đã khỏi bệnh rồi rồi thế nhưng lo lắng rằng là cái sản phẩm đông trùng hạ thảo này đang muốn sử dụng để làm sao mà tăng cường cái hệ miễn dịch sức đề kháng thì nên dùng như thế nào và dùng bao nhiêu lâu thì có thể là phòng ngừa được những cái chứng bệnh mà đang dịch bệnh đang hoành hành hiện nay đấy ạ. Đã. dạ vâng. thực sự là vấn đề đối với dịch bệnh covid đang là một cả vấn đề đối với cả toàn cầu không phải chỉ riêng gì đối với quý thính giả và sau khi mà mình đã hết thời gian cách ly rồi thì cái việc mà mình giữ gìn sức khỏe của mình để mình giữ làm sao cho cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta tốt nhất thì đấy là cái cách mà để chúng ta bảo ngoài cái việc 5 k như là bộ y tế khuyến cáo thì chúng ta sẽ thực hiện tăng cường sức khỏe bằng sử dụng các cái thực phẩm bổ sung trong đó đông trùng hạ thảo thì cái việc tăng cường tăng khả năng miễn dịch tăng cái sức khỏe của cơ thể, tăng sự dẻo dai của cơ thể, tăng cái sức chống đỡ với những cái yếu tố không có lợi bên ngoài đối với cơ thể chúng ta thực sự là rất cần thiết cho nên quý thính giả có thể sử dụng cái đông trùng hạ thảo để tăng cường sức khỏe và cái điều kiện mà di chuyển khó khăn rồi thời gian những cái vấn đề chuẩn bị cho đông trùng hạ thảo thì cũng phải nói là thực sự là cũng rất là tốn thời gian cho nên tôi khuyên quý thính giả có thể sử dụng đơn giản nhất đang ngồi xe quý vị có thể uống trà đông trùng hạ thảo quý vị vừa đi xe vẫn có thể uống được viên đông trùng hạ thảo thì quý vị có thể sử dụng hai dạng ấy thì là vừa nhanh vừa tiện nhất là trong cái việc mà chúng ta đang cách ly hiện nay thì cái việc tăng sức đề kháng là rất quan trọng ạ. Vâng như vậy là chương trình ngày hôm nay chúng ta đã nói nhiều về cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe sản phẩm mà bồi bổ sức khỏe vậy thì khỏe mạnh là cái trạng thái mà 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 tôi nghĩ rằng là ai cũng mong muốn nhưng mà chúng ta hay nói rằng là cứ gặp nhau chúng ta hay nói là chúc bạn sức khỏe nhiều sức khỏe tôi nghĩ rằng mà sức khỏe như thế nào thì chúng ta ngoài những cái cái câu nói những cái việc làm như vậy thì chúng ta cũng nên nghĩ rằng là chúng ta cần những sản phẩm dược bổ dưỡng cho cơ thể thì sẽ tốt hơn là những cái sản phẩm tây dược đúng không ạ? Và thưa quý vị, tới đây thì thời gian dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Và cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lê Bạch Mai, nguyên phó viện trưởng Viện dinh dưỡng quốc gia đã dành thời gian tham gia chương trình với những tư vấn cho rất là nhiều vị thính giả. Và cũng cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành và theo dõi chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.